đấy, một lúc mà nó đang phát 4-5 máy, bao nhiêu thấy chưa? Đấy, đấy, thấy chưa? Đấy, một cái thiết bị phát sóng wifi thôi, lắp một cái sim 4G vào đây thôi, đấy là các bác thể phát ra 32 máy một lúc và mạng vô cùng là khỏe. Wow, đây là bộ phát sóng wifi 4G tốc độ cao dành cho các bác nào thường xuyên đi phượt này, đi dã ngoại này, hoặc các bác nào là tài xế xe mà cần một cái thiết bị phát sóng wifi truy cập mạng, truy cập internet, thì đây chính là bộ phát sóng wifi 4G tốc độ cao mà các bác nên quan tâm nhá. Bộ phát sóng wifi 4G CBE R311 bản Pro chính thống các bác nhá. Đây là một trong những bộ cục phát wifi hiện hành đang bán chạy nhất thị trường Việt Nam các bác nhá. Bộ cục phát wifi này nó có thể một lúc kết nối 32 máy mà mạng vô cùng là khỏe các bác ạ. Đấy. Thì không nói nhiều nữa, bộ cục phát wifi này nó hay ho thế nào, nó đẳng cấp thế nào và nó kết nối wifi với tốc độ thế nào, thì bây giờ em Quang sẽ khui hộp review và test hàng thực tế cho bác biết nó như thế nào các bác nhá. Đây. Đấy. Nguyên đai nguyên hộp này, cực kỳ là sang trọng luôn. Đấy. Cái này nó kết nối là 4G, 5G các bác nhá. Đấy, đây là một trong những cái cục phát wifi mà mới nhất hiện nay. Đấy. Không nói nhiều nữa, bây giờ em Quang sẽ khui hộp review thực tế bác coi luôn. Đây. Chú. Wow, các bạn thấy chưa? Đây. Nguyên đai nguyên hộp này, cực kỳ là sang trọng luôn, làm quà tặng quà biếu cũng vô cùng ý nghĩa. Đấy. Đây chính là cái nhân vật chính, các bác nhìn thấy chưa? Màu trắng cực kỳ là sang trọng luôn. Wow, 4G, 5G các bác nhìn này. Đấy. Và tốc độ của cái này nó là 300 Mbps các bác nhá. Đây là một trong những tốc độ cao nhất hiện trường Việt Nam các bác ạ. Đấy. Còn đây là những cái tín hiệu đèn để các bác báo hiệu là nó phát sóng wifi thế nào. Đây là cái báo nguồn này. À, đây là cái báo kết nối này. Đây là sóng wifi này. Đây là cái này kết nối những cái gì này. Đây là cái sóng sim này. Đấy, cái thông số nhá. Đấy. Đằng sau này nó có hai cái anten. Đấy. Những cái thiết bị phát sóng 4G mà có anten là những cái thiết bị phát sóng cực kỳ là mạnh. Nó thu sóng phát sóng cực kỳ là mạnh các bác nhá. Đấy. Đây là cái thông số đó bác này. Nó, đấy, bác nhìn thấy chưa? Nó là R311 Pro này. Đấy, bác thấy chưa? Đấy. Và cái này là nó có tên wifi là R311 luôn. Và bát guốc mặc định của cái này nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 luôn. Đấy. Cái tên wifi và tên bát guốc này các bác dễ dàng thay thế các bác nhá. Đấy. Và đặc biệt hơn nữa, cái này nó ngoài cái chức năng là lắp sim 4G ở đây để kết nối internet, thì nó có thể biến đổi nhanh chóng thành một cái router. Đấy. Trong một số trường hợp mà các bác không muốn nó dùng cái sim 4G, tức là dùng cái wifi 4G đấy, thì các bác có thể biến đổi bằng cái router là bác cắm ngay vào đây một cái mạng LAN ở nhà các bác đang ở đây này, các bác cắm vào đây. Đấy. Và nó có thể phát ra cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ là hay ho các bác nhá. Đấy. Dưới đây là nó những cái khay tản nhiệt. À, nó giúp các bác tản nhiệt ra, nâng cao cái độ bền của thiết bị này. Đấy, cực kỳ là hay ho và cực kỳ là đẳng cấp luôn. Các bác thấy chưa? Đấy. Màu trắng cực kỳ sang trọng. Đấy, qua tạm thời để qua bên. Sau đây em qua sẽ test hàng thực tế cho biết luôn nhá. Đấy. Bên dưới đây nó sẽ kèm cho bác một số cái phụ kiện. Đây. Đấy. Bên dưới này nó sẽ kèm cho các bác, đây là một cái cục mà adapter cấp nguồn này. Các bác thấy chưa? Đấy. Cục này nhìn thấy rất là chắc chắn mà đầm tay các bác nhá. Đấy, đúng là cục xịn có khác. Nó tạm thời để qua bên. Đấy. Đây chính là cái nhân vật chính. Đây là cái dây LAN. Dây LAN dành cho các bác nào mà cắm tivi, laptop hay là máy tính cây để bàn đấy, thì các bác để cắm cái dây LAN này các bác nhá. Đấy, nó hết rồi. Đây, đấy. Các bác nào mà cắm vào camera này hoặc là máy tính cây này, thì nó cắm mạng LAN này. Đấy. Nó cắm vào thế này để truyền trực tiếp cho nó luôn. Đấy. Đấy, cực kỳ là hay ho luôn. Đấy. Thì không nói nhiều nữa, bây giờ em Quang sẽ lắp vào đây một chiếc sim 4G và em Quang test thực hành thực tế luôn. Đây. Cái này cái sim 4G này. Đấy. Và cái này nó phù hợp với tất cả dòng sim hiện hành tại có Việt Nam như là Mobi, Vina, Viettel các bác nhá. Đấy. Nó đều hỗ trợ hết. Đấy. Và cái này bác hỏi là sim này đăng ký thế nào, rất đơn giản thôi. Các bác chỉ cần gọi tổng đài đăng ký một cái sim 1 tháng thì nó rơi vào 50-60 ngàn. Còn nếu là 1 năm thì nó rơi khoảng 360-400 các bác nhá. Tùy cái gói mạng mà các bác đăng ký. Đấy. Thì không nói nhiều, bây giờ Quang lắp vào đây một cái sim 4G này. Đấy, của nhà mạng Mobi này. Và Quang test thực hành thực tế cho bác coi luôn. Đấy. Đơn giản lắp vào các bác đây, ở đây có cái khay sim này, các bác nhìn thấy chưa? Đây là cái khay sim này. Đơn giản các bác chỉ cần cho cái mặt nó bằng vào bên trong, cái nhọn ra ngoài, lắp như thế này đơn giản thôi. Đấy. Đó, như thế này là ok, các bác nhìn thấy chưa? Đó. Lắp như thế này là ok, là lắp được rồi. Công việc của bác bây giờ bác chỉ đóng nắp vào giúp em. Đấy. Sau đó bác dùng lấy cái adapter để bác cấp nguồn điện cho nó. Đây là chính là cái củ cấp nguồn điện adapter đây. Đấy, bác nhìn thấy chưa? Đấy. Cắm vào đơn giản đây này. Đây là cái lỗ cắm này. Bác nhìn không? Đây là cái lỗ cắm này. Đó, ô bờ nguồn nhá. Đấy. Còn cái này là cái nút reset này. Reset là khi các bác đang đặt mật khẩu và tên wifi, đến một ngày các bác quên cái wifi đi, bắt mật khẩu wifi đi, thì các bác thể reset lại mặt đầu từ đầu để các bác đặt lại mật khẩu wifi các bác nhá. Đấy. Còn đặt khẩu mật khẩu wifi thì đơn giản, các bác chỉ cần đơn giản vào cái địa chỉ này 192.168.8.1 đây này, là các bác có thể thay tên mật khẩu qua wifi nhá. Đây, hiện nay Quang cắm nguồn cho các bác coi luôn này. Đấy, cắm nguồn đấy. Sau đó em Quang để dùng đến cái ổ điện, em cắm trực tiếp vào ổ điện cho các bác coi luôn. Đây. Những cái ổ điện này bác cắm vào như thế này thôi. Đấy, rất đơn giản thôi, là bắt đầu thiết bị nó phát lên và nó khởi động lên nhá. Thì bác qua tạm thời đây. Đấy. Các bác sẽ nhìn thấy nó như thế này đây. Đó, đèn nó bắt đầu nó sáng. Bác nhìn thấy chưa?
Đây em che thế này để cho các bác biết là nó đèn sánh, đèn nguồn nó báo đây này. Đó, đây là sóng wifi này, đây là sóng sim này. Các bác chờ từ 30 giây đến 1 phút để cho nó nhận sim các bác nhá. Đó, cái này nó đang cần reset và cần load lại đây. Đó, thì sau khi reset được thế này em Quang tạm thời để thế này. Đấy, bây giờ em Quang sẽ lấy máy điện thoại và Quang test thực hành thực tế cho bác biết là nó như thế nào. Đây, đấy. Bây giờ em Quang sẽ lấy chiếc điện thoại Quang, để Quang tạm thời để Quang bên đây. Quang sẽ test thực hành thực tế cho biết là nó như thế nào. Đây, bây giờ em Quang sẽ vào phần cài đặt của máy điện thoại để em Quang kết nối với cái máy của nó. Đây Quang nhìn nhá, em Quang sẽ kết máy một lúc là 4-5 máy cho bác biết là tốc độ mạng như thế nào. Đây, hiện tại nó đang wifi bây giờ, nó đang vào phần cài đặt wifi này. Đó, mà bấm vào wifi đó, thì hiện tại đang kết nối wifi của gia đình em là Thao, các bác để ý không? Đây này, gia đình em là Thao này. Đó, nhưng mà chợt ở bên dưới đây có một cái tên wifi này, nó là R311 đây này, bác nhìn thấy chưa? Đấy, R311887373 này. Đó, bác bấm vào các kết nối giúp em. Đấy, cái mật khẩu này là em đã nói với các bác rồi, nó là 1234567 8. Các bác nhập vào giúp em, đây mang nhập vào cho các con này. Đấy, nhập vào nhá. Đấy, đó, 1234567 8. Ok chưa? Đấy, sau đó bác bấm từ kết nối giúp em, bấm vào từ kết nối. Đó, là ngay lập tức nó sẽ kết nối cho các bác luôn. Đây, có gì chưa? Đó, nó đang kết nối, đang load nhá. Đây là một đó, ok chưa? Đó, nó đang báo như thế này, R311 không có internet. Các bác như thế này thì các bác cứ vẫn cứ chờ được một tí, các bác thoát ra, thoát hết ra. Đó, sau bác vào lại giúp em, để con nó ra, bác chờ một tí. Cái này, cái này nó đang loát, để xem nào, nó tốc độ mạng chưa? Ok rồi, nó đang nhấp nháy rồi, có lẽ là được rồi, nhưng mà em vào thử coi. Và em vào Bluetooth em vào thử nhá. Nếu mà trong cái trường hợp mà nó không được thì bác reset lại bởi vì hàng em mới. Đây, đó, em Quang vào YouTube, nó đây vào YouTube, đây em Quang bấm vào kênh YouTube của Quang Review này, đó, ok chưa? Đấy, đó Quang Review là kênh YouTube của em Quang đây, đó, hiện tại đó Quang Review có gì thấy chưa? Đó, là một kênh YouTube 48,8 ngàn người đăng ký kênh, các bác bấm vào kênh, đó, thì hiện tại đây, đó, đây là những cái cục phát wifi của em này, có thấy chưa? Đó, Quang kia này. Không nói dài dòng nữa thì bây giờ Quang sẽ lắp sim và Quang test thực hành thực tế. Có gì thấy chưa? Đây Quang kéo cho các con này, kéo này. Kéo để bắt cái tốc độ mạng nó như thế nào, nó cực kỳ là mượt luôn. Đấy, các cái dòng khác thì có độ trễ đổ lag, nhưng cái dòng này thì nó hoàn toàn không độ trễ đổ lag, kéo đến đâu là nó ăn đến đấy luôn, cực kỳ là hay luôn. Các bạn thấy chưa? Đó, em Quang vào kênh của em Quang này. Đấy, sau đó em Quang đẩy lên này. Đó, em Quang tìm các cái kênh, đây là một trong những kênh đây, bấm khác này. Đó, ok chưa? Đó, thấy chưa? Đó, tốc độ mạng nó cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, em Quang kéo cho bác coi này. Đấy, thấy chưa? Đó, đây là một máy nha, bây giờ em Quang tạm thời lấy mấy máy khác em Quang test cho bác coi luôn. Đấy, em Quang tạm thời lắm. Đấy, bây giờ em Quang sẽ lấy một cái máy khác em Quang test thực tế cho bác coi là nó như thế nào. Đây, đây, em Quang lấy một máy khác. Đây, em Quang tiếp tục lấy một cái máy này, em Quang vào phần cài đặt. Đó, em Quang vào phần cài đặt của máy nhá, em Quang vào phần wifi này. Đấy, để em Quang kết nối với nó. Đây, hiện tại đang kết nối wifi của gia đình em là Thao. Dưới đây có một cái R311 này, giống bác nhìn thấy không? Đó, bấm tiếp vào đây cho bác coi luôn. Đấy, nhập mật khẩu và giúp em nó là 1234567 8. Ok, sau đó bấm từ kết nối giúp em nhé. Đây, bấm từ kết nối, đó là nó loát ra, nó đang lấy địa chỉ này, bác nhìn không? Nó đang lấy địa chỉ đó, ok chưa? Đấy, như thế này là nó kết nối này. Ok, bác bấm thoát ra giúp em. Đấy, sau đó các bác vào lại cái phần YouTube đây, vào test cho bác coi luôn. Tiếp tục vào kênh của em Quang là Quang Review để các bác bấm vào từ Quang Review giúp em nhé. Đây, Quang Review, đây Quang Review, bác Quang bấm vào này. Cái máy này em mượn em test đấy, Quang Review này, bác nhìn thấy chưa? Đấy, thì nó sẽ loát ra, đây chính là kênh của em luôn. Đấy, bấm vào đây kênh của em này. Đấy, để các bác biết là nó như thế nào luôn. Đấy, ok, bấm này. Đó, thấy chưa? Đó, đó, nó đang mạnh đấy. Tức là hai máy rồi các bác nhá. Bây giờ Quang tiếp tục lấy thêm một máy thứ ba nữa. Quang lấy cái này, Quang tạm thời để qua đây nhá. Đấy, đó, Quang để đây nhá. Ok chưa? Đấy, tiếp theo nó bây giờ em Quang sẽ dùng lấy một máy nữa, Quang tạm dừng đây. Đấy, các bác chờ tí em Quang phát ra, Quang tiếp tục lấy một cái máy nữa để em Quang test cho các bác. Em Quang bốt test 4-5 cái máy cho các bác thấy luôn. Đây, vào phần wifi này. Đấy, bấm vào phần wifi của nó nhá. Đây, đấy, ok chưa? Đấy, như thế này nhá. Sau là hiện tại nó đang kết nối wifi của gia đình em này. Đấy, có gì không? Các bác chờ cho tí nó thêm một cái wifi đây. Đó, nó là R311 đây này, mình thấy chưa? Đó, bấm tiếp tục kết nối giúp em. Đấy, nhập mật khẩu nó vào, đây là 1234567 8. Ok chưa? Sau đó bấm từ kết nối giúp em. Đấy, để nhập mật khẩu nhá. Đấy, ok, nó là R311 đó, bao nhiêu nào? Đó, ok chưa? Đấy, như thế này là kết nối luôn, bao nhiêu nào? Đã kết nối, ok nhá. Bây giờ qua thoát ra, qua lại test tiếp qua YouTube cho bác coi luôn. Đây, đấy, lại vào kênh của Good của Quang Review cho bác coi luôn. Quang Review, đây. À, cái máy này, những cái máy này là em không có nhiều tiền mua máy này đâu, em mượn máy này là máy người khác đấy, Quang Review này. À, Quang Review đây, các bạn thấy chưa? Đó, đó, đây là kênh của em, đây cũng 48,000 người đăng ký kênh đó. Đây là một cái kênh mà rất là nhiều video uy tín hay không thì vào đây các bác biết thấy chưa? Đó, đây cục phát Huawei này, thấy chưa? Cực kỳ là chắc luôn đó. Thế này nó là rơi vào mấy máy nhá, thế này nó là rơi vào mấy máy rồi. Đấy,
Bây giờ ông Quang bấm tiếp máy khác cho bác coi. Đó. Hiện tại nó đang là máy 3 máy. Bây giờ máy nữa cho bác coi nhá. Đấy, bây giờ hiện tại là máy máy rồi. Bây giờ nó lấy cái này ra. Ok. Đó, đây ok. Tạm thời ông Quang để đây nhá. Đó, nó hơi lùng nhùng tí nhưng các bác yên tâm. Đấy. Tiếp theo em lấy một cái iPad em Quang test cho bác luôn. Đấy là nó là dơ vào mấy máy luôn. Đây, đấy. Em Quang để test tiếp cái iPad cho bác coi. Đây, iPad này bác nhìn nhá. Đó, ai là iPad. Thì bây giờ em lại vào phần cài đặt của máy. Em Quang vào phần cài đặt của máy. Ok chưa? Đấy, ok nhá. À, vào phần cái máy thì bây giờ vào phần wifi để kết nối. Thì hiện tại đang kết nối wifi của gia đình em là Thao này. À, Thao đã kết nối mà chất lượng nó là báo là chất lượng trung bình này. Là cái ra wifi của em là chất lượng trung bình đấy nhá. Thì bây giờ Quang bấm vào cái wifi này R311 này, bác nhìn thấy chưa? Đó, R311 Pro này 88773 này, bấm vào giúp em. Đấy, nhập mật khẩu vào giúp em. Đấy, mật khẩu đó là 123456678. Ok chưa? Bấm nhìn chính xác cái này. Ok nhá. Đây đó, R311 này. Bấm từ kết nối giúp em. Đấy. Nó loát ra cho bác coi luôn này. Và nó còn báo tốc độ là cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, bác nhìn thấy chưa? Đây, bác nhìn chờ một tí. Nó đang loát ra. Đấy, nó từ đã kết nối, bác nhìn thấy là đấy. Và nó báo là chất lượng tốt luôn. Đấy. Cái mạng nhà em mà chất lượng nó còn trung bình mà còn cái này chất lượng nó tốt là 4G đấy, bác nhìn thấy chưa? Ok, đấy. Sau đó em Quang vào rút em Quang cho bác coi nó như thế nào đây. Đấy. Bây giờ em Quang vào YouTube, em Quang test cho bác coi luôn chất lượng sản phẩm như thế nào. Đây, đấy. Vào tiếp tục kênh của Quang review. Tại sao mà lại vào kênh của em? Kênh của em là tránh những vi phạm bản quyền về âm nhạc các bác nhá. Đấy, ok chưa? Đấy. Vào video của em để các bác có thể là xem những cái video đây, qua bấm vào coi này. Đó. Ok là nó lắp ra. Ok nhá. Đấy. Đây. Đấy. Thấy chưa? Đây. Bây giờ em Quang sẽ mở hết tất tần tật ra để em Quang phát cho các bác coi là chất lượng nó như thế nào nhá. Thôi này. Đó. Một lúc nó phát như thế nào, ok chưa? Đấy. Đây. Đấy. Em Quang bấm như thế này cho bác coi luôn nhá. Ok chưa? Đấy. Nó sẽ phát hết tất cả ra cho các bác coi là một lúc nó phát bao nhiêu đây. Ok chưa? Đó. Một lúc mà hiện tại đang test bao nhiêu máy luôn này, bác nhìn thấy chưa? Đấy, ok này. Đấy. Đấy. Một lúc mà nó đang phát 4-5 máy, bác nhìn thấy chưa? Đấy. Và trong khi này thì bác có thể biến đổi nó đi. Ví dụ như là bác không thích cái này, bác có thể đổi nó đi bằng cái khác. Đây, ví dụ như này, đây. Đó. Nó vẫn coi bình thường, bác nhìn thấy chưa? Đấy. Cực kỳ là hay, không biết cái này bác có thể biến đổi là cái khác. Ví dụ như này đây, đấy. Ok, rất là nhanh. Đấy, cái này cũng thế luôn, đây. Rất là khỏe luôn. Đây, ok này. Đấy. Bác không thích cái này thì các bác để ra cái này. Đó, rất là hay ho luôn. Cực kỳ là chắc luôn. Đấy. Cái này cũng thế luôn, đây này. Ok chưa? Nó hơi ồn ào tí nhưng mà em mới đổi thấy chưa? Cực kỳ là chắc luôn. Đấy. Rất là khỏe luôn. Đấy. Bác nhìn thấy chưa? Cực kỳ là chất và cực kỳ là hay ho với một cái dòng này. Đó, đấy bác nhìn thấy chưa? Đấy bác nhìn thấy chưa? Đấy, một cái thiết bị phát sóng wifi thôi, lắp một cái sim 4G vào đây thôi. Đấy, là các bác thể phát ra 32 máy một lúc mà mạng vô cùng là khỏe các bác nhá. Đấy. Cái này ngoài cái chức năng là nó là cái sim 4G đây lắp vào đây thì nó có thể biến đổi là một cái router. Đấy. Cái router là ví dụ các bác không thích dùng 4G các bác cắm cái router đây thì nó phát ra cũng là mạnh khỏe rồi. Đấy. Cái bản thân cái router cái chip này thôi là nó phát là cực kỳ là mạnh khỏe rồi các bác nhá. Đấy. Đây là một trong những bộ phát wifi hiện hành đang bán chạy nhất thị trường hiện nay. Đấy đây. Nó này, đấy nguyên đai rồi các bác nhìn này. Đó, 4G trên 5G tốc độ mạng vô cùng là khỏe luôn các bác nhá. Đấy. Thì tất nhiên sản phẩm này bên shop em Quang sẽ giao hàng về tận nơi, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng mới thanh toán tiền nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đây, nguyên đai nguyên hộp như thế này và bác nhận hàng bác được kiểm tra đầy đủ phụ kiện các bác cần mua mới thanh toán nên bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Đấy, đây, nguyên đai nguyên hộp luôn nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy. Thì đây là sản phẩm mà bên shop em Quang độc quyền chính hãng phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây là bản Pro và nó là hàng zin, hàng chính hãng luôn, có tem luôn. Đấy, có một số hàng nó fake, nó không bao giờ nó zin như thế này đâu. Cái bọn em nó là chửi nó khắc nỗi lên luôn, bác cầm bác sờ biết luôn nó zin luôn. Và đây nó có mã số seri đây các bác nhìn ra. Đấy, có một số hàng fake thì nó sẽ là dán giấy đây, nó rất là thô. Đấy, nếu các bác cầm lâu bác mua thì bác hoàn toàn có phát hiện được các bác nhá. Đấy, đây là hàng zin, đấy, hàng chính hãng luôn. Sản phẩm sẽ được giao hàng về tận nơi, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng mới thanh toán tiền nên các bác hoàn toàn yên tâm. Thì giá sản phẩm bên em công khai luôn, sản phẩm này bên em cung cấp với cái giá là 1.150.000 đồng, đã bao gồm tiền phí ship, giao hàng về tận nơi, nhận hàng quý bác được mở hàng. Đấy, kiểm tra đúng cái sản phẩm các bác cần mua mới thanh toán tiền. Đấy. Bọn em phân phối chính hãng, giao hàng về tận nơi. Đây những cái thông số đây. Đó, nó là model này, R311 Pro này, mấy thấy chưa? Đó, cực kỳ là chính hãng luôn. Đấy. Thì các bác quan tâm với sản phẩm này xin vui lòng liên hệ với em Quang qua số điện thoại
0982519135, số thứ hai là 0377403526. Sản phẩm này sẽ được giao hàng về tận nơi, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng mới thanh toán tiền. Đồng thời các bác cần tham khảo thêm hoặc các bác cần quan tâm hơn nữa thì các bác kích vào cái đường link bên dưới, kích ngay cái đường link bên dưới, các bác đặt bên dưới các bác nhá. Đấy, là cái website bên cao để các bác có thể tham khảo thêm các bác nhá. Đấy, cảm ơn các bác đã luôn yêu thương ủng hộ kênh YouTube của Quang Review. Kính chúc các bác gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau. Vâng, để có thể xem nhiều video nữa, quý anh em có thể đăng ký kênh giúp Quang, hoặc quý anh em có thể xem tiếp theo những video bên trái hoặc bên phải. Thân ái chào và cảm ơn quý anh em rất là nhiều.